học sinh thân mến, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt tập thể lớp 2A4, chúng con xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và xin gửi một lời chào trân trọng nhất. Để thể hiện tình cảm, quý mến, kính yêu, lòng biết ơn vô hạn đối với các thầy cô, chúng con xin gửi tới các thầy cô một tiết mục vô cùng đặc sắc và ấn tượng có 102 trong ngày hôm nay. Tiết mục xin được phát bắt đầu. Ngày nào ngày bỡ ngỡ, nay hoa trước cổng trường, chưa một chút đông phong, ngõ trường người ấy, mấy hàng cây phượng vĩ, mấy gốc lá vàng to, hình như muốn thầm thì ta ơi và đi nhé. Thank you.
it from my dad.